nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa tập thứ 6 do Tịnh Thông Lão Pháp Sư chủ giảng ngày 10 tháng 4 năm 2010, giảng tại Hiệp hội Phật Đà Giáo Dục Hồng Kông. Kính thưa chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Xin xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải Trang thứ 4, hàng thứ 7, tức là phân đoạn thứ 2. Chúng ta đọc từ đầu của phân đoạn. Vương Thị Hội Kinh tuy có công lớn đối với Tịnh Tông, nhưng có khá nhiều điểm sai lầm. Ngọc đẹp có vết, hiền giả cho là đáng tiếc. Liên Trì Đại Sư bảo là chép phần trước thêm phần sau, phần lấy phần bỏ chưa trọn vẹn. Bành Thiệu Thăng cư sĩ chê trách là lộn xộn, trái nghịch nhau, chẳng phù hợp với ý chỉ Viên Dung. Chúng ta hãy xem đoạn này trước. Trước đó có giới thiệu những bản Vô Lượng Thọ Kinh. Lưu hành từ trước đến giờ. Ngoại trừ 5 loại bản dịch gốc, còn có 4 bản khác. Có 3 bản là hội tập, còn 1 bản là bản tóm lược. Tiện thể xin giới thiệu ở đây. Vương Thị là Vương Long Thư, cũng chính là Vương Nhật Thư, là người hội tập Vô Lượng Thọ Kinh sớm nhất. Có thể thấy, người ta chú ý đến vấn đề này từ rất sớm. Chẳng những quá nhiều phiên bản, mà nội dung còn sai biệt rất lớn. Nếu đọc hết cả 5 bản này, quả thật rất mệt. Nếu chỉ đọc 1 bản, còn lại 4 bản không xem, vậy trong 4 bản kia có rất nhiều kinh văn, nhưng mà bản này không có. Đó là điều rất đáng tiếc. Vì vậy, bản này lưu thông rất ít. Đó là lý do quan trọng. Cư sĩ Vương Long Thư là người đời Tống. Trước đây tôi có nói qua, những trước tác của ông rất phong phú. Niệm Phật cũng rất công phu. Lúc vãng sinh là đứng mà ra đi. Tịnh Độ Văn của ông rất hay, cũng có thể xem là quốc văn để đọc. Trước đây tôi đã giới thiệu qua với chư vị Trúc Sông Tùy Bút của Liên Trì Đại Sư, Linh Phong Tông Luận của Ngẫu Ích Đại Sư. Tịnh Độ Văn của cư sĩ Vương Long Thư cũng rất hay.
Văn từ cực hay. Đều là những bản văn chương hay của Tịnh Tông Đại Đức. Chúng ta học, học văn viết văn. Nếu xem đó như những bản quốc văn mà đọc thì rất tốt. Sau khi bản hội tập của ông phát hành, lưu hành rất rộng rãi. Bạn xem Đại Chính Tạng của Nhật Bản, Long Tạng được biên tập thời Càn Long, đều đem bản này thu thập vào trong Tạng Kinh. Được thu thập trong Tạng Kinh là có được sự khẳng định của các bậc đại đức đương thời. Như ông vẫn có sai lầm. Sai trái chính là sai lầm. Vẫn còn một vài sai lầm. Bạch Khuê Chi Hà, Thiền Giả Tích Chi. Hai câu này là lời than tiếc. Tiếc là làm không được trọn vẹn. Ông còn có thiếu sót. Nhưng Liên Trì Đại Sư cũng rất khâm phục ông. Di Đà Kinh Sớ Sao của Liên Trì Đại Sư là một trước tác lớn. Bên trong có trích dẫn kinh văn của Kinh Vô Lượng Thọ. Hơn một nửa là dùng bản hội tập của cư sĩ Vương Long Thư. Tức là cũng công nhận bản này. Đương nhiên, nó cũng không thể hoàn mỹ, cho nên Liên Trì Đại Sư cũng có phê bình. Gọi nó là bản sao tiền trước hậu, thứ thủ mạc tận. Hai câu này sau này tôi sẽ giải thích. Bành Thiệu Thăng có bản tóm lược. Không phải là hội tập. Ông chỉ lấy bản của Khương Tăng Khải. Bản của Khương Tăng Khải đọc không dễ hiểu, nên ông đem nó chỉnh lý lại từ đầu, thành ra một bản mới. Bên trong bỏ hết những điểm khó hiểu, cho nên bản kinh sau này đọc rất lưu loát. Đó cũng xem như là một bản kinh hay, nhưng không thể xem là một bản hội tập, mà chỉ là bản tóm lược. Ông ta cũng có phê bình bản hội tập của cư sĩ Vương Long Thư, nói nó lộn xộn, trái nghịch nhau, chẳng phù hợp với ý chỉ Viên Dung. Cũng chính là nói nó không hoàn mỹ, không thể nói ông không có công lao. Có công thật sự không thể chối bỏ được, nhưng nó là một bản không hoàn mỹ, quả là một điều rất đáng tiếc. Dưới đây là chú giải mà lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ đề xuất. Nay người viết, đây là người chấp bút viết bản chú giải này, tức là lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Ngưỡng thừa cổ đức chư thuyết. Dịch theo nghĩa bây giờ là căn cứ vào cách giảng của cổ đại đức. Thiết kế vương thị chi thất. Thiết kế nghĩa là sự so sánh của cá nhân tôi, là quan điểm riêng của tôi. Cư sĩ Vương Long Thư hội tập ít nhất có 3 điểm mà ông ta sai lầm. Điểm thứ nhất
vương thị hội tập chỉ dựa vào bốn loại, không tham khảo bản dịch Đời Đường. Bản dịch Đời Đường gọi là Vô Lượng Thọ Như Lai Hội, gốc từ Kinh Đại Bảo Tích, do Đại sư Bồ Đề Lưu Chí dịch, có nhiều đoạn văn rất tinh diệu mà bản dịch khác không có. Bản dịch của Ngài Lưu Chí có những đoạn mà bốn bản gốc kia không có. Quả thật là Như Lai Hội trong Kinh Đại Bảo Tích. Bản này cư sĩ Vương Long Thư cả đời chưa gặp qua. Từ điểm này chúng ta hiểu được kinh thư đời xưa có được không phải dễ. Vì thời đó kinh thư vẫn là dùng tay chép, vì thế kinh thư truyền từ đời xưa sẽ có sai sót, đây là điều không thể tránh khỏi. Một bộ kinh có nội dung lớn như thế, không thể tránh khỏi chép thiếu một chữ, chép sai một chữ, thật vô cùng khó tránh khỏi. Bản này, như Hoàng Niệm Tổ, lão cư sĩ đã nói, có rất nhiều đoạn văn tinh túy, vi diệu, không có trong bốn bản mà ông đã xem thấy. Vậy đương nhiên là thiếu sót khi hội tập. Đây là điểm không trọn vẹn thứ nhất. Chính là do ông không đọc tất cả năm bản dịch gốc. Đây là điểm đầu tiên. Thứ hai, khứ thủ vị tận. Đây là lời phê bình của Liên Trì Đại Sư. Nói ông ta khứ thủ vị tận, tức là nói chọn phần rườm rà, bỏ phần trọng yếu, biến sâu thành cạn. Ông phạm cái lỗi này. Những chỗ rườm rà, thay vì phải đem tinh giản, ông lại đem nó chép lại. Chỗ quan trọng thì ông lại bỏ qua, sơ sót bỏ qua. Ví dụ như câu này không được tùy tiện nói. Ví như Liên Trì Đại Sư quở trách, như ba bậc vãng sinh. Trong đoạn kinh văn này, ngụy dịch đều ghi là Phát Bồ Đề Tâm. Ngụy là Khang Tăng Khải. Trong bản của Khang Tăng Khải, ba bậc đều phát tâm Bồ Đề. Nhưng trong bản hội tập của Vương Long Thư, chỉ có bậc trung có phát tâm Bồ Đề. Bậc hạ thì ông nói là không phát, không có phát tâm Bồ Đề. Bậc thượng thì không nói, không nhắc đến. Thành ra cao thấp chẳng thứ tự. Vì vậy bảo là chưa trọn vẹn. Đó chính là khứ thủ vị tận. Người ta nói câu này là có căn cứ. Ông nói từ ví dụ trên có thể thấy, bậc thượng chẳng nói. Thượng là nói vãng sanh bậc thượng, không có nói phát tâm Bồ Đề. Bồ Đề tâm quá trọng yếu. Đây là di yếu. Đem những chỗ trọng yếu mà bỏ sót đi. Bậc hạ cũng nói phát Bồ Đề tâm mà ông lại nói không phát. Bậc hạ có thể không phát Bồ Đề tâm, đây là biến sâu thành cạn. Đây là chỗ mà Liên Trì Đại Sư và Bành Cư Sĩ trách cứ ông. Đây quả thật có căn cứ, không phải tùy tiện mà nói. Thứ ba, xuất ý tăng văn, nghiễm nhược tự trước. Xuất ý là tùy ý. Tăng văn là gia tăng văn tự
Làm vậy cũng giống như tự mình làm tác giả, điều này là không nên. Phiên dịch kinh thì được, bạn từ Phạn văn phiên dịch thành Trung văn, điều này có thể. Bạn tự cân nhắc dùng chữ như thế nào, hội tập thì không được. Hội tập nhất định phải dùng nguyên văn, không thể sửa đổi văn tự. Đây là điều mà Ấn Quang Đại Sư vô cùng xem trọng. Bởi vì tùy tiện thay đổi văn tự, tôi cho rằng chữ này hay nên tôi sửa, bạn cho rằng chữ này hay nên bạn sửa. Sửa tới sửa lui, đến sau cùng kinh Phật xem không hiểu. Cho nên phải tôn trọng việc dịch thuật, nhất định không thể sửa đổi. Cho dù thấy có vấn đề thì cũng chỉ chú thích ở bên cạnh, chứ không thể sửa bản gốc. Đây là quy tắc. Điểm này là sơ sót rồi. Vì vậy Liên Trì Đại Sư trách rằng, trách ông ta chép phần trước thêm phần sau, chưa theo đúng phép dịch thuật. Điều này phía dưới nói rõ, ngài trách ông Vương sao dẫn kinh văn nơi phần trước, đây là chép phần trước, rồi lại thêm lời văn ông tự soạn, chính là đem ý của mình để ở phía sau. Làm như đó là phiên dịch vậy, điều này không đúng rồi. Phía sau nếu có kiến giải, có thể dùng chữ nhỏ ghi chú ở bên cạnh. Nhất định không thể trộn lẫn với kinh văn. Đây là điều tối kỵ. Đây gọi là chép phần trước thêm phần sau, chưa theo đúng phép dịch thuật. Dịch kinh có quy tắc của dịch kinh. Đây là vi phạm quy tắc của dịch kinh. Mà ông ta cũng không phải là dịch, ông ta chỉ hội tập. Ở dưới nói, đã gọi là hội tập, nhất định phải theo kinh gốc, nhất định không thể từ bản gốc tự ý thêm thác. Cư sĩ Vương Long Thư chính là vi phạm nguyên tắc này. Ông chỉ hội tập thôi, chứ không phải phiên dịch. Nếu ông là phiên dịch, có thể châm trước dùng chữ như thế nào, dùng từ như thế nào để dịch ý nghĩa tiếng Phạn. Điều này được phép, nhưng hội tập thì không được, vì ông không căn cứ theo bản gốc tiếng Phạn. Ông dùng bản dịch, người ta đã dịch thành tiếng Trung. Ông nhất định phải tôn trọng, phải dựa theo kinh gốc, không được thay đổi một chữ nào. Đây là nguyên tắc của việc hội tập. Cư sĩ Long Thư đã có sửa. Sửa hay hay không? Sửa rất hay. Sửa hay, nhưng ông đã phá hủy quy tắc. Đây là điều không cho phép. Ông không được phá hủy quy tắc. Không thể là tấm gương xấu. Ông mà sửa thì người khác cũng có thể sửa. Ông thì không có vấn đề. Ông đã tu dưỡng đạt đến một tiêu chuẩn trong kinh Phật, có thể đạt đến cảnh giới công phu tu trì. Ông sửa cũng không tệ. Nhưng một khi đã có tiền lệ, người về sau làm thế nào? Người về sau nếu không có trình độ như ông nhưng cũng sửa, cư sĩ Vương Long Thư có thể sửa, sao tôi lại không thể? Cái tiền lệ này đã có thì về sau sẽ có ảnh hưởng xấu. Thực tế mà nói, Vương Long Thư có vấn đề này, Ngụy Mặc Thâm cũng có vấn đề này. Chúng ta hãy xem kỹ, ông ta sửa hay hay không? Sửa rất hay. Nhưng nếu bạn nghĩ đến di chứng về sau, điều này thật đáng sợ, thì cái lệ này không thể mở ra.
Không phải nói là ông sửa không hay, chỉ là cái lệ này không thể mở ra. Vậy phải thế nào mới vẹn cả đôi đường? Vừa rồi tôi mới nói, dùng cách viết ghi chú nhỏ ở bên cạnh. Cách này được. Cách này là hoàn thiện nhất. Cho nên đây là trách họ Vương chưa theo đúng phép dịch thuật. Như trên có thể thấy cái sai của họ Vương. Vì cái sai ấy của ông mà bản hội tập cũng có cái sai. Không có nghĩa là chẳng lên hội tập, mà chỉ để thấy rằng hội bản của ông ta có nhiều tì vết. Đây chính là tì vết. Có mấy cái sai như vậy. Cho nên không thể gọi nó là hoàn mỹ. Đây là những kiến thức phổ thông rất quan trọng. Chúng ta học Phật thì phải tôn trọng kinh điển. Nguyên văn trong kinh điển không thể tùy tiện thay đổi. Những chú giải của cổ đại đức cũng không thể tùy tiện thêm bớt chữ. Cổ đại đức có thể chú giải bộ kinh này, lưu truyền cho đến hôm nay, tổng cộng đã qua mấy trăm năm. Trong mấy trăm năm này, người đọc bản kinh này rất nhiều. Bạn xem, người xưa có thể tôn trọng. Chúng ta sao lại có thể tùy ý thay đổi văn tự? Đây là việc làm rất không có đạo đức. Nếu chúng ta có ý kiến, có thể thêm chú thích ở bên lề. Điều này được phép. Chúng ta lại xem tiếp phía dưới đoạn này. Bành Thiệu Thăng cư sĩ tiếc cho sai sót của bản của họ Vương. Đoạn này nói rất đáng tiếc. Cảm thấy bản của họ Vương là một bản rất hay, vô cùng đáng tiếc. Chính là do có điểm sai sót này, không hoàn mỹ, nên lấy bản dịch của họ Ngụy mà lược bớt đi. Ông chỉ chọn lấy một bản. Bản này của ông không được kể là hội tập, chỉ là lấy bản của Tào Ngụy, Khang Tăng Khải, thời Tam Quốc, lúc Tào Tháo đương quyền. Tào Ngụy, Khang Tăng Khải là người của thời ấy. Cho nên vào thời Tam Quốc, Phật Pháp đã vô cùng hưng thịnh. Ngụy, thuộc Ngô, những nơi này đều có đạo tràng Phật giáo. Là bản Vô Lượng Thọ Kinh, loại thứ bảy. Trước đó có loại thứ sáu là của Vương Long Thư. Trước đó năm loại đều là bản dịch gốc. Loại thứ sáu là bản hội tập của Vương Long Thư. Bản của Bành Thiệu Thăng này là loại thứ bảy. Loại thứ bảy là bản tóm lược, cũng được lưu hành, người ta cũng thường đọc. Nhưng đây chỉ là bản tóm lược của đời Ngụy dịch, chứ không phải là hội tập các bản dịch gốc. Bản tóm lược này vào thời điểm hiện tại. Hiện tại thì sao? Là bùng nổ tri thức. Số lượng sách mà bạn đọc so với trước đây nhiều hơn bao nhiêu? Trước đây xuất bản một quyển sách thật không đơn giản. Bây giờ đặc biệt nhờ vào sự phát triển của máy vi tính, xuất bản một quyển sách là công việc dễ dàng.
Chúng ta đến tiệm sách nhìn thử. Trước đây vào đến tiệm sách, bầu không khí rất tốt. Vào thư viện, vào tiệm sách, bầu không khí đặc biệt tốt. Bây giờ thì không được. Bây giờ thỉnh thoảng tôi vào tiệm sách, tìm vài quyển sách. Vừa vào tiệm sách đã thấy bầu không khí cực kỳ xấu. Vì sao? Không còn chính luận nữa, đều là tà tri, tà kiến. Cho nên, điều này cho chúng ta một cảm giác vô cùng mạnh, vô cùng rõ ràng. Tôi lúc trẻ thường đi dạo tiệm sách. Quả thật, những điển tịch mà cổ nhân để lại ít nhất vẫn còn một nửa. Một nửa là của người hiện nay. Bây giờ sách của người xưa đã ít rồi. Chúng ta đến tiệm sách xem, chỉ còn một góc nhỏ, còn lại đều là của người hiện nay. Cho nên bầu không khí cực kỳ xấu. Tìm một bầu không khí yên tĩnh, thư giãn, gần như là không tìm được nữa. Vì sao? Tôi nghĩ mọi người đều biết. Ai phá hỏng bầu không khí đó? Khoa kỹ. Mấy thứ khoa học kỹ thuật này, những thứ mới phát minh này, đã phá hoại toàn bộ bầu không khí của trái đất. Chúng ta xem xét kỹ đời sống của chúng ta, những thứ thường ăn. Thật là như Kinh Vô Lượng Thọ đã nói, ăn độc, uống khổ. Những thứ ăn vào đều là độc. Những thứ thịt của động vật, nếu so với khoảng 60 năm trước, không nói xa, lấy 60 năm để so sánh. Những người 70-80 tuổi chắc vẫn còn nhớ. Những thứ thịt mà bạn ăn lúc còn nhỏ so với những thịt bạn ăn bây giờ, mùi vị có giống nhau không? Tôi đã từng hỏi qua sư mẫu của tôi, vợ của Phương Đông Mỹ tiên sinh. Tôi hỏi bà vấn đề này, những loại thịt lợn, thịt gà mà gia đình bà ăn, so với lúc bà còn bé, mùi vị có giống nhau hay không? Bà suy nghĩ 3-4 phút rồi nói với tôi là không giống nhau. Chúng ta là những người ăn chay. Chúng ta nghĩ kỹ lại, thì những thứ rau chúng ta đang ăn, thức ăn thường ngày ăn, bất kể là cải trắng, rau dền, củ cải, nhất là các loại nấm, so với 60 năm về trước, có giống nhau không? Hoàn toàn không giống nhau. Nấm Đông Cô của 60 năm về trước, mùi vị tươi ngon biết mấy. Bây giờ không còn mùi vị nữa. Nhìn thì thấy lớn, thấy đẹp, nhưng không ngon. Rau cải cũng không tươi ngon giống như trước đây. Còn nữa, vì sao thế? Thuốc trừ sâu,
phân bón hóa học đã làm hư chúng cả rồi. Cho nên hiện tại đất đai có độc, các loại thực vật bạn trồng đều có độc. Đây còn không phải là ăn độc sao? Là sự thật, không giả chút nào. Cho nên người sống trên thế gian này càng sống càng không có mùi vị. Cuộc sống càng lúc càng khổ. Bây giờ khoa học nói gì? Gen. Làm hỏng gen mất rồi. Đây chính là phá hỏng hoàn cảnh tự nhiên, phá hỏng cuộc sống của chúng ta. Chúng ta lại xem tiếp. Vì thế cuối đời Thanh, cư sĩ Ngụy Thừa Quán tự là Mặc Thâm. Chúng ta thường gọi là Ngụy Mặc Thâm hay gọi là Ngụy Nguyên. Ngụy cư sĩ là người đời Thanh, người đời vua Hàm Phong cuối đời Thanh. Chúng ta đều biết Từ Hy Thái Hậu. Từ Hy Thái Hậu chính là phi tử của vua Hàm Phong. Để sửa chữa sai sót của Vương Long Thư, lấy 5 bản dịch gốc, sau đó hội tập lại làm thành một sách khác. Lúc đầu vẫn gọi là Vô Lượng Thọ Kinh. Về sau, ông chính định, Vương Canh Tâm, đổi tên thành Maha A-di-đà Kinh. Bản này hiện nay đã không còn lưu hành. Trong Đại Tạng Kinh có đây là Vô Lượng Thọ Kinh, bản thứ 8. Bản của họ Ngụy văn tự giản dị, trong sáng, chính xác, phù hợp vượt xa bản của họ Vương. Hội tập không tệ. So với Vương Long Thư có tiến bộ hơn. Nhưng cái tật tự động thêm chữ chưa hoàn toàn dứt hết được. Do đó bản của họ Ngụy cũng chưa hoàn mỹ. Ấn Quang Đại Sư trong văn sao có phê bình. Là đã tùy ý sửa đổi chữ trong kinh văn. Việc này lúc trước, khi chúng tôi ở Đài Trung, theo Lý Lão Sư học kinh giáo, Lão Sư đã nói qua vấn đề này. Ông ta sửa có hay hay không? Sửa rất hay. Lại cũng mở ra cái lệ này. Bạn xem Vương Long Thư mở ra cái lệ này. Ngụy Mặc Thâm lại dựa theo cái lệ này. Điều này thật đáng sợ. Sợ là sau này những người không có trình độ giống như vậy, không đạt tới cảnh giới như vậy, nhưng cũng tùy ý sửa kinh. Thế thì vấn đề trở nên nghiêm trọng. Bản tóm lược chúng ta mới vừa nói, xã hội hiện đại rất cần, bởi vì người sống ở xã hội hiện đại thích đơn giản. Bộ kinh thư này của bạn lớn quá, người ta không muốn đọc, cũng không có thời gian để đọc.
Càng đơn giản càng tốt, người ta càng thích. Đặc biệt là với phần tử trí thức. Bởi vậy tôi cũng soạn bản tóm lược. Tôi soạn một là bản thập thiện nghiệp đạo tóm lược. Đệ tử quy tôi cũng soạn một bản tóm lược. Bản tóm lược kinh thập thiện nghiệp đạo của tôi đại khái chỉ có khoảng 600 chữ. Thuận tiện mọi người đọc thấy ưa thích, thuận tiện lưu hành. Tôi còn một bản tóm tắt nữa. Đó là tóm tắt Kim Cang Kinh giảng nghĩa của Giang Vị Nông cư sĩ. Tôi soạn bản tóm tắt của giảng nghĩa. Nội dung của giảng nghĩa rất nhiều. Tôi đem những điều quan trọng từng điều một trích lục ra. Tôi đã từng giảng Kim Cang Kinh một lần. Cái tôi giảng hình như là Kim Cang Kinh giảng nghĩa thiết yếu, tức là dùng bản tóm lược này để giảng. Bản này cũng đã có lưu hành. Đối với người mới bắt đầu học thì thuận tiện, nhưng nếu muốn tìm hiểu sâu, bạn phải đọc bản gốc. Đây là thời buổi hiện đại có cái nhu cầu này. Dưới đây nói đến bản hội tập này của chúng ta. Đem cái nhân duyên mà cư sĩ Hà Liên Cư hội tập bản kinh này giới thiệu cho chúng ta. Tiên sư Hà Liên Cư lão cư sĩ chính là thầy của Hoàng Niệm Tổ. Ông đã qua đời rồi, vãng sinh rồi, nên gọi là tiên sư Hà Liên Cư lão cư sĩ. Trước tiên là giới thiệu tóm tắt đức hạnh của lão cư sĩ. Bi trí song vận. Ông thật là người có lòng từ bi. Ông có trí tuệ. Song là nói về lòng từ bi và trí tuệ. Tự làm và dạy người. Vận tức là làm, tức là tự thực hành và dạy người. Điều này cũng không dễ. Có một số người có lòng từ bi nhưng không có trí tuệ. Có trí tuệ lại không có từ bi, không chịu dạy người. Thế là không hoàn hảo. Có trí tuệ lại chịu dạy người, đúng là Bồ Tát. Tông thuyết câu thông. Tông là thiền tông, thuyết là giáo hạ. Đại thừa Phật Pháp của Trung Quốc gọi là tông môn giáo hạ. Cho nên danh từ tông giáo mà Phật giáo tự xưng không có liên quan gì đến tôn giáo mà chúng ta hiện nay nói. Điều này nhất định phải biết. Phật giáo tự xưng là tông giáo, chữ tông này là thiền tông, gọi là tông môn. Ngoài thiền tông ra, chín tông phái khác cũng đều là giáo hạ. Tại sao nói như thế? Cách dạy không giống nhau. Thiền tông là ngộ rồi mới tu.
Chưa khai ngộ thì không xem kinh giáo, không xem kinh điển. Khai ngộ rồi mới xem kinh điển. Giáo hạ thì lại bắt đầu từ kinh điển. Đến cuối cùng thì khai ngộ. Cho nên đây là hai đường lối khác nhau. Cho nên thiền tông là đối với căn tính nào? Người thượng thượng căn. Đó là đối tượng của thiền tông. Người thường không làm được. Điều này chúng ta cần phải biết. Người thường không làm được. Cho nên nếu không phải người thượng thượng căn mà bạn đi tham thiền cả đời đi nữa cũng là uổng công. Bạn sẽ không khai ngộ. Nếu bạn không thể khai ngộ thì việc sống chết của bạn không thể giải quyết rồi. Nói cách khác, luân hồi như thế nào thì vẫn là luân hồi. Cho nên lúc tôi mới học Phật, ba vị lão sư đều cảnh báo tôi không được học thiền tông, nhất định không được học lục tổ đàn kinh, không thể học huệ năng. Nói thẳng với tôi là tôi không có điều kiện như thế. Phương lão sư dạy tôi pháp tướng duy thức, dạy tôi đại phương quảng Phật Hoa Nghiêm. Lý lão sư dạy tôi tịnh độ, dạy tôi đại Phật đỉnh Phủ Lăng Nghiêm, là giáo hạ. Đối tượng giáo hạ là ba căn thượng trung hạ. Bắt đầu dụng công từ kinh điển, tiến dần dần từng bước, cũng giống như đi học vậy. Bạn từ tiểu học, trung học, đại học, nghiên cứu sinh, từ từ lên dần. Nhưng còn thiền tông là thần đồng. Không cần học tiểu học, trung học, đại học đều không cần. Cứ đi thẳng lên nghiên cứu sinh. Thiền tông có cái bản lĩnh này. Cho nên nếu không có bản lĩnh thì đừng động đến thiền tông. Đó không phải là thứ có thể tùy tiện học tập. Cho nên trong Phật Pháp, một môn thiền, một môn mật. Mật so với thiền còn đỡ hơn một chút. Quả thật thiền tông không phải người có căn cơ thượng thượng thì không được lợi ích. Mật cũng như thế. Nhưng mật còn có thứ lớp. Trước hết học hiển giáo. Hiển giáo có trình độ nhất định. Hiển giáo tức là giáo hạ, có trình độ nhất định. Phải tham gia thi cử. Cũng tức là trong hiển giáo không có đến mức đại triệt đại ngộ. Đại triệt đại ngộ thì kiến tính rồi, so với đại triệt đại ngộ còn thấp hơn một bậc. Chỉ nên gọi là đại ngộ. Có tiểu ngộ, có đại ngộ. Nói cách khác là đạt đến thanh tịnh tâm rồi. Đại triệt đại ngộ dùng tiêu chuẩn trên đề kinh của chúng ta. Thanh tịnh bình đẳng giác. Giác tức là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tính. Đây là điều kiện của thiền tông, của tông môn. Trong giáo hạ, bạn đạt thanh tịnh tâm. Tôi nói cho chư vị biết, đạt được thanh tịnh tâm tức là đã buông xuống kiến tư phiền não, không còn chấp trước,
Đương nhiên, khai trí huệ, thanh tịnh tâm sinh ra trí huệ. Cái này gọi là khai ngộ. Đây vẫn chưa phải là đại ngộ. Nhưng mà nếu thật sự thanh tịnh tâm đã đoạn kiến tư phiền não thì có thể học mật không? Có thể. Nhưng vẫn chưa phải là môn đồ chính thức của Mật Tông. Môn đồ chính thức của Mật Tông còn phải thêm một bước nữa, đại ngộ. Không phải triệt ngộ, là đại ngộ. Đại ngộ là sao? Là phải đem trần sa phiền não buông xuống. Tức là bạn có thể đối với tất cả pháp thế xuất thế gian không còn phân biệt nữa. Đây mới là môn đồ chính thức của Mật Tông. Bạn mới có tư cách học. Điều này không dễ. Họ đại ngộ rồi, họ vẫn chưa triệt ngộ. Tại sao? Vẫn còn khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm là vô minh phiền não chưa phá. Chúng ta chọn pháp môn, tự mình phải rõ bản thân là căn tính gì. Chọn sai thì cũng giống như uống sai thuốc. Bị bệnh mà uống sai thuốc, không những trị không được bệnh mà còn bệnh thêm. Bạn nói xem có phiền không? Phật pháp chính là thuốc. 84.000 pháp môn cũng giống như xem trong cửa hàng thuốc, bày nhiều thuốc như thế. Bạn uống hết không? Bạn dám uống không? Chúng ta biết, không có thầy thuốc, toa thuốc thì không dám uống, là vì sợ uống sai. Vậy Phật pháp nếu bạn tùy tiện tu, bạn có sợ không? Cho nên trong kinh Đại Thừa, trong Hoa Nghiêm có nói, Phật pháp không người nói, dù thông minh cũng không thể hiểu được. Trước nay những tổ sư đại đức cũng giống như thầy thuốc, giống như hộ lý, họ hiểu được. Nên chúng ta muốn học Phật phải tìm được những người này. Họ xem chúng ta là căn tính gì, giới thiệu cho chúng ta những kinh văn nào. Điều này cần lắm. Không thể tùy tiện lục lọi. Cho nên học Phật, vị thầy là mấu chốt quyết định cho việc tu hành thành bại một đời của bạn. Nếu bạn gặp được thiện tri thức chân chính, vị thầy giỏi thật sự, thì bạn đã chiếm được lợi thế lớn rồi. Tại sao? Không đi đường vòng. Tự thân có bệnh, tìm đến thầy thuốc tốt. Thầy thuốc xem bệnh cho bạn toa thuốc. Bạn uống thuốc này, bệnh sẽ khỏi. Cho nên thiện hữu trong Phật môn khó gặp. Chúng ta đi tìm ở đâu? Chẳng qua là bây giờ không ai đi tìm nữa rồi. Tại sao? Ngay cả đối với cha mẹ cũng bất hiếu, cũng không cần nữa. Làm gì còn nói đến tôn trọng thầy? Phật pháp là giáo dục thánh hiền, là giáo dục của bậc đại thánh đại hiền. Nếu bạn không biết tôn sư trọng đạo thì bạn đến đâu cầu? Không có chỗ để cầu. Phật môn chúng ta thường nói Phật độ người có duyên. Ai là người có duyên? Nói cho chư vị biết, hiếu thuận với cha mẹ, tôn sư trọng đạo, đây là người có duyên. Không hiếu thuận cha mẹ,
không tôn sư trọng đạo, không coi trọng thánh hiền, thì không có duyên gặp được thiện tri thức chân chính, cũng vô dụng. Tại sao? Bạn không thể tiếp thu. Bạn xem kinh không hiểu, bạn hiểu sai ý nghĩa, tự mình nghĩ ra ý, bạn nghe kinh cũng không hiểu. Cho nên bài kệ khai kinh nói rất hay: nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Bạn không có lòng tôn kính, không có lòng thành kính, ý mà bạn nghe bị bẻ cong. Dùng cái tập khí phiền não của bản thân, những loại tri kiến không chân chính đó để giải thích kinh Phật, toàn bộ giải sai kinh. Học Phật mấy mươi năm, cuối cùng nói kinh Phật không linh, còn hủy bán kinh. Cho nên thiện tri thức chân chính, cả đời hy vọng tìm được truyền nhân. Lão sư đem Phật Pháp truyền cho tôi phải truyền cho ai đây? Nếu không có truyền nhân, vậy thì phải viết sách. Tôi đem sở học sở ngộ của mình viết thành sách, để quyển sách này lưu truyền đời sau, đến đời sau tìm người có duyên. Thật không dễ, quá khó khăn. Lý lão sư có nói với tôi: học sinh tìm thầy khó, thầy tìm một học sinh để truyền pháp càng khó hơn, đi nơi nào tìm? Học trò của Lý lão sư không thể nói là ít, rất nhiều. Nghiêm khắc mà tính thì cũng hơn 50 vạn người. Trong đó có mấy người có thể truyền pháp của ông? Người vãng sinh thì có, người vãng sinh lại không ít. Là niệm Phật mà vãng sinh, thật sự truyền pháp quá ít. Rất không dễ dàng. Người thật sự truyền pháp, tức là điều kiện mà Ấn Quang Đại Sư từng nói: bạn đối với thầy một phần thành kính thì được một phần lợi ích, hai phần thành kính thì được hai phần lợi ích, 10 phần thành kính thì được 10 phần lợi ích. Không có thành kính thì bạn ở đó nghe 100 năm cũng không được chút lợi ích nào. Mấu chốt là ở đó. Thành kính từ đâu mà có? Thành kính là tính đức, là từ hiếu dưỡng cha mẹ mà có. Dùng tâm hiếu dưỡng cha mẹ mà đối đãi với thầy, đây tức là tôn sư trọng đạo. Nếu như không hiếu thuận với cha mẹ thì xong rồi. Đời này học Phật có một chỗ tốt là trong A Lại Gia trồng hạt giống Phật Pháp, nhưng đời này không thể thành tựu. Chúng ta nghe như thế rất sợ hãi. Không thể thành tựu được thì làm thế nào? May mắn là trong Tịnh Tông pháp môn có duyên phận đặc biệt. Nếu bạn thật sự học được sám trừ nghiệp chướng, còn một hơi thở, đến cuối cùng một niệm mười niệm đều được vãng sinh. Đây là sự thù thắng của tịnh độ. Cho nên chúng ta ở Liên Xã Đài Trung thấy những liên hữu đó vãng sinh thật không ít.
nghiêm khắc mà đến. Lý Lão Sư ở Đài Trung giảng kinh giáo học 38 năm. Theo ông, niệm Phật vãng sinh cực lạc thế giới thực sự vãng sinh, tôi ước tính phải có trên 500 người. Công đức này là thù thắng, thật khó có được. Thật không sai. Cho nên Phật Pháp là sứ đạo. Sứ đạo nhất định phải lấy hiếu đạo làm cơ sở. Bạn thấy Tịnh Nghiệp Tam Phước nói với chúng ta rất rõ ràng. Điều thứ nhất, câu thứ nhất là hiếu dưỡng phụ mẫu. Thứ hai là phụng sự sư trưởng. Từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Đây là điều kiện cơ bản để nhập Phật môn. Phải làm được bốn điều này thì bạn mới có thể trở thành một đệ tử chính thức của Phật. Nói một cách khác, trong kinh điển Phật, bạn tin được, hiểu được, đây là thiện căn của bạn. Bạn có thể y giáo phụng hành, đây là phước đức. Bạn làm được, chứng được, vãng sinh chính là chứng quả. Bất kể là tam bối, cửu phẩm, cho dù là phàm thánh đồng cư độ, hạ phẩm vãng sinh, bạn cũng chứng được Phật quả cứu cánh viên mãn. Vì sao? Sinh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, không có một ai không phải một đời viên thành Phật đạo. Chúng ta nghiệp chướng nặng, làm sao sám trừ? Sám trừ tức là sửa đổi. Kinh điển là tiêu chuẩn thị phi thiện ác. Học ở đâu? Thế Tôn đã dạy chúng ta. Bắt đầu làm từ thập thiện nghiệp đạo. Ngũ Ích Đại Sư có bản tóm lược của kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo dài hơn bản tóm lược của tôi. Học theo đó để sửa đổi rất hay. Trên thực tế, chúng tôi mấy năm nay đề xướng ba kinh sách căn bản của Nho Thích Đạo. Có căn cứ gì không? Có phải là làm bậy nói bừa không? Có căn nguyên. Căn nguyên là gì? Chính là căn cứ điều thứ nhất của Tịnh Nghiệp Tam Phước. Cách hiếu dưỡng cha mẹ ra sao? Cách phụng sự sư trưởng thế nào? Chúng ta thực hành đệ tử quy. 113 điều trong đệ tử quy chính là hiếu thân tôn sư. Đến từ Tịnh Nghiệp Tam Phước. Từ tâm bất sát, chúng ta thực hành Thái Thượng Cảm Ứng Thiên của Đạo Gia, giáo dục nhân quả. Một câu sau cùng là tu thập thiện nghiệp. Cho nên chúng ta thực hành ba kinh sách căn bản của Nho Thích Đạo là y theo điều thứ nhất
của tịnh nghiệp tam phước. Trước tiên bạn phải thực hành ba kinh sách căn bản này, sau đó bạn mới có thể nhập Phật môn, bạn mới có thể thật sự tiếp thu tam quy ngũ giới. Điều thứ hai là thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm uy nghi. Trong một điều này rất tuyệt vời, là cụ túc chúng giới. Cụ túc là không thiếu một điều nào. Vậy trong tiểu thừa có bao nhiêu điều? 3.000 uy nghi, 3.000 điều. Đại thừa có bao nhiêu điều? 84.000 uy nghi. Là Bồ Tát, tận thiện tận mỹ, bấy nhiêu điều từ đâu mà có? Nói chi chư vị, chính là từ đệ tử quy, cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp đạo triển khai ra. Bồ Tát 84.000 uy nghi quy nạp lại thành ba loại này, triển khai ra thì thành nhiều như vậy. Lần này tôi ở Úc Châu có thăm viếng do Thái giáo. Trưởng lão của Do Thái giáo cho tôi biết giới luật của họ có 600 điều. Tôi nghe xong rất vui vẻ. Tôi cũng xin họ dạy cho tôi. Mời họ tới học viện của chúng ta để dạy. Chúng ta đến học. Sinh hoạt quy phạm. Cho nên hạ lão, tông thuyết câu thông, tông môn giáo hạ đều thông. Đạt được chữ thông này thật không dễ. Trước đó nói bi trí song vận là nói về đức hạnh của ông, tông thuyết câu thông là nói về học vấn của ông. Viên dung hiển mật thiền tịnh ư nhất tâm là nói về công phu của ông, cảnh giới của ông. Hiển giáo, mật giáo, thiền tông, tịnh độ. Bốn chữ này bao quát hết tất cả pháp mà Phật Thích Ca Mâu Ni giảng trong 49 năm. Không sót chút nào. Viên dung tại nhất tâm. Tuy là như thế, lão nhân gia ngài chuyên hoằng trì danh niệm Phật, nhiếp vạn đức. Đây là nói ông phát đại bồ đề tâm, phổ độ tất cả chúng sinh. Dùng cách nào? Dùng tịnh độ. Dùng phương pháp trì danh niệm Phật trong tịnh độ. Phương pháp này từ đâu mà có? Từ kinh Vô Lượng Thọ, từ kinh Di Đà, từ pháp quán thứ 16 của thập lục quán. Pháp quán thứ 16 chính là trì danh niệm Phật. Những pháp quán khác có giảng thật tướng niệm Phật,
quán tưởng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật. Đến cuối cùng giảng trì danh niệm Phật. Trì danh là phương tiện rốt ráo. Đây là do lòng từ bi của hạ lão cư sĩ đã đến cực hạn. Ông dùng pháp môn này nhiếp vạn đức. Vạn đức là trí huệ đức tướng xứng tính trên quả địa của Như Lai. Vì Hoằng Dương Tịnh Tông nên Ngài mong mỏi bản kinh đệ nhất của Tịnh Tông này sẽ được vẹt bụi tỏa sáng. Vẹt bụi tỏa sáng là thí dụ. Bởi vì hy vọng Tịnh Tông đệ nhất kinh nhất định phải có bản hoàn thiện, có một bản là tiêu chuẩn. Đó tức là lại làm hội tập. Hai lần hội tập trước có tì vết, có sai sót. Dù hay nhưng không trọn vẹn. Đây là một điều đáng tiếc. Lão nhân gia ngài một lần nữa phát tâm hội tập. Mong ước bản kinh vô lượng thọ này lợi lạc đương lai. Đương lai vẫn còn 9.000 năm mạt pháp. Mạt pháp còn 1.000.000 năm. Pháp vận của Phật, chúng ta là người học, không thể không biết. Rất nhiều người nói về ngày tận thế, Phật Pháp không nói như thế. Pháp vận của Phật vẫn còn 9.000 năm. Những năm gần đây, tuổi của tôi đã lớn, trí nhớ không còn tốt. Trước đây tôi nhớ việc rất rõ ràng. Các bạn thanh niên có thể đi kiểm tra thử những ghi chép của người Trung Quốc chúng ta. Trong những sách mà cổ nhân viết đều có thể tra rõ ràng. Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ cho đến giờ, tôi nhớ dường như là 3.030 mấy năm. Là 30 mấy năm thì các bạn đi kiểm tra lại. Niên phổ của Hư Vân Lão Hòa Thượng có 3.030 mấy năm. Pháp vận của Phật, chánh pháp 1.000 năm, tượng pháp 1.000 năm. 2.000 năm này đã qua rồi, sau đó là mạt pháp. Mạt pháp 1.000.000 năm. 1.000.000 năm này mới trải qua 1.030 mấy năm. Cho nên phía sau còn dài, làm gì để đến ngày chuyển thế. Trong thời kỳ mạt pháp dài như thế, Phật pháp có hưng có suy. Đây là trước đây Chương Gia Đại Sư nói cho tôi biết. Ông nói với tôi, Phật pháp hiện nay đã suy đến cực độ, nhưng không cần lo, rồi sẽ hưng trở lại. Sẽ hưng trở lại thôi. Phật pháp có khởi, có phục, sẽ không bị diệt. Đến lúc nào thì sẽ bị diệt? Sau 9.000 năm thì thật sự bị diệt rồi. Chúng ta tin tưởng Phật, không nói dối. Như Lai là người nói lời chân, lời thật, lời như, lời không dối gạt. Chúng ta phải tin tưởng Ngài. Vì thế hạ lão hy vọng bộ kinh này có thể là một bản hoàn thiện, tiêu chuẩn. Bản kinh này làm lợi lạc cho tương lai
sau này vẫn còn 9.000 năm. Pháp môn nào, bộ kinh nào là khế cơ nhất? Hẳn phải là bộ kinh này. Trong bộ kinh này, từng câu từng chữ là Phật nói, không sai một chút nào. Nguyên bản là dịch từ tiếng Phạn. Trong các bản tiếng Phạn có nhiều bất đồng. Đây là nói Phật Thích Ca Mâu Ni không phải tuyên giảng một lần. Từ năm loại bản dịch mà xét, ít nhất có 3 lần tuyên giảng. Chúng ta đã thất truyền 7 loại bản gốc. Cái này không thấy nữa rồi. Nếu như 7 bản còn, có phải cũng có chỗ không tương đồng? Bạn sẽ thấy có hơn 3 lần giảng bộ kinh này. Đây là lòng từ bi vô tận của Thế Tôn. Chúng ta hiểu rõ mới có thể sinh lòng cảm ơn. Không phải pháp môn này thì chúng ta không thể được độ, chắc chắn thế. Chúng ta có thể sinh thiên, chúng ta không ra khỏi lục đạo luân hồi. Ra khỏi lục đạo luân hồi rất khó. Đoạn dứt kiến tư phiền não cũng không dễ. Không đoạn dứt kiến tư, bạn sẽ không thoát khỏi luân hồi. Sinh lên trời, ai mà không từng sinh lên trời? Tất cả chúng sinh trên trái đất này, bạn hỏi thử xem, ai là người chưa từng sinh lên trời? Quá khứ đều từng ở trên trời. Phước trời hưởng hết, nghiệp chướng hiện tiền lại rơi xuống. Sự tịnh là như thế. Lên lên xuống xuống, ở trong lục đạo, có ai mà chưa từng rơi xuống địa ngục? Có. Trong hàng ngũ học Phật của chúng ta có. Làm sao biết được? Nhờ thôi miên mà biết. Nhà thôi miên trong giấc thôi miên rất sâu, hỏi anh ta: bạn ở đâu? Ở địa ngục. Tình hình trong địa ngục khổ không kể xiết. Ở địa ngục chịu khổ. Anh ta từng xuống địa ngục, cũng từng lên thiên đường. Thật sự như thế, trong lục đạo chẳng có đạo nào mà anh ta chưa trải nghiệm qua, cho nên không thấy kỳ lạ. Hiểu được chân tướng của sự thật, bạn sẽ biết người ta có chết hay không? Không chết, mà chỉ luân hồi trong lục đạo. Việc sống chết chỉ là thân thể huyết nhục. Thân huyết nhục có sinh diệt. Đây là hiện tượng bình thường. Linh hồn không diệt. Nói cho chư vị, linh hồn là mê. Lúc mê gọi là linh hồn. Giác ngộ rồi thì không gọi là linh hồn, gọi là linh tính. Linh tính thì bất diệt. Không ra khỏi lục đạo thì gọi là linh hồn. Siêu biệt lục đạo gọi là linh tính. Đấy là người gì? Từ A-la-hán trở lên. Bạn chỉ cần ra khỏi lục đạo luân hồi thì đó là A-la-hán. A-la-hán có linh tính. Họ không mê. Cho nên A-la-hán đạt được chánh giác. A-nậu-đa-la-tam-miểu-tam-bồ-đề. Đây là một mục tiêu chung và duy nhất của người học Phật chúng ta. Học Phật vì muốn được cái gì? Chính là cái này. Nếu dịch ra ý nghĩa Trung Quốc là vô thượng chánh đẳng chánh giác. A-la-hán đạt được đó là chánh giác. Bồ-Tát đạt được còn cao hơn là chánh đẳng chánh giác. Phật đạt được còn thêm chữ vô thượng,
vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vô thượng chánh đẳng chánh giác, siêu việt mười pháp giới. Các ngài trụ tại thật báo trang nghiêm độ của chư Phật Như Lai, chúng ta cũng thường gọi là nhất chân pháp giới. Bồ Tát còn trụ tại tứ thánh pháp giới của mười pháp giới. Ở đây nói cho chúng ta biết, pháp vận của Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn còn 9.000 năm. 9.000 năm sau, thế gian này không còn Phật Pháp. Vậy thì khổ thật rồi. Phật Bồ Tát không bỏ chúng sinh khổ nạn. Đến lúc đó, tuy Phật Bồ Tát không hiện nữa, vẫn còn người đại diện. Người này tôi nghĩ chư vị đều biết là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ngài thay Phật độ hóa chúng sinh. Thay Phật mãi cho đến khi một vị Phật kế tiếp ra đời. Vị Phật kế tiếp là Di Lặc Bồ Tát. Hiện nay có rất nhiều lời đồn nói Di Lặc Bồ Tát đã giáng hạ rồi. Nói cho chư vị biết, đấy là giả thôi. Cái này đừng nên tin. Di Lặc Bồ Tát ứng hóa ở thế gian này là sự thường, không kỳ lạ chút nào. Những chuyện này trong Phật môn Trung Quốc chúng ta đều ghi lại rất rõ ràng. Vào đời Tống, Bố Đại Hòa Thượng là Di Lặc Bồ Tát hóa thân. Chúng ta hiện tại cúng dường tượng của Bố Đại Hòa Thượng chính là hóa thân của Di Lặc Bồ Tát. Chúng ta xem Di Lặc Bồ Tát của Tây Tạng, xem Di Lặc Bồ Tát của Phật giáo Nam truyền, hình dáng thanh nhã giống như Quán Thế Âm Bồ Tát, không phải như Bố Đại Hòa Thượng. Cho nên thị hiện ở Trung Quốc chính là dùng Bố Đại Hòa Thượng, đều dùng hình của Ngài mà tạc tượng. Ngoài ra cũng chép lại truyện Phó Đại Sĩ, người đời Đường là cư sĩ, là Di Lặc Bồ Tát tái lai. Phật Bồ Tát thường đến thế gian ứng hóa, nên dùng thân gì mà đổ được thì các ngài hiện thân đó. Nói Di Lặc Bồ Tát nắm giữ thiên bàn, Di Lặc Bồ Tát lại đến nhân gian làm Phật, đó là giả. Di Lặc Bồ Tát nếu đến thế gian làm Phật, lúc nào đến? Trong Di Lặc Hạ Sinh Kinh nói rất rõ ràng, 5.670.000.000 năm sau. Trong thời gian này không có Phật ra đời, Địa Tạng Bồ Tát thay thế. Chúng ta nhất định phải căn cứ theo những điều kinh điển đã ghi chép lại, đó là thật chứ không phải giả. Cho nên Phật Pháp còn thời gian dài như thế. Pháp môn này trong thời kỳ mạt pháp dần dần sẽ biến thành pháp môn chủ đạo. Vì sao? Những pháp môn khác tuy hay nhưng không có ai có căn tính này. Bạn ý theo họ đi tu học thì vô cùng khó khăn, rất khó thành tựu. Tịnh Tông biến thành pháp môn chủ đạo. Pháp môn chủ đạo mà không có một kinh điển tiêu chuẩn để chúng ta dựa vào thì thật là đáng tiếc.
vậy mới cảm nhận được. Cũng là nói, người tu hành thời mạt pháp 9.000 năm có cái nhu cầu này. Cái nhu cầu này chính là cảm. Phật Bồ Tát thì có ứng. Cái ứng này là cư sĩ Hạ Liên Cư xuất hiện ở thế gian. Chúng sinh có cảm, ông đến ứng hóa. Ông đến thế gian này để làm việc gì? Chính là làm việc này. Chúng tôi biết rất rõ. Hoàng Niệm Tổ, lão cư sĩ biết. Tôi không biết, tôi xin ông dạy cho. Tôi nói, Hạ lão cuối cùng là người nào tái lai? Ông cười cười, hiện tại điều này vẫn còn bí mật, hiện tại không thể nói được. Không thể nói, hiện tại ông cũng đã đi rồi, tôi cũng không còn hỏi được ai. Chắc chắn không phải người phàm. Bạn thử nghĩ xem, Vương Long Thư là người phàm sao? Ngụy Mặc Thâm là người phàm sao? Người phàm không làm được như vậy. Hạ Liên lão hội thành một bản hội tập trọn vẹn như vậy. Chúng ta đón ông ấy, nếu không phải là A Di Đà Phật tái lai, chắc chắn là Quan Thế Âm Bồ Tát tái lai. Mới có trí tuệ, mới có đức năng làm cái việc lớn như vậy. Đây cũng giống như Lý Lão Sư thường nói với chúng tôi. Trên lý thì nói được thông suốt, nhưng trên sự thì không có chứng cứ. Trên lý thì nói được thông suốt. Lợi lạc cho tương lai, bèn kế tục các bậc tiền hiền tiến hành hội tập lần nữa. Tiền hiền chính là ba vị đã nói trước đây, trên thực tế là hai vị, Vương Long Thư và Ngụy Mặc Thâm. Lần thứ ba làm hội tập. Đây là phiên bản thứ 9. Đoạn dưới sẽ nói rõ. Tâm trạng và quá trình khi làm hội tập lại. Ngài dùng tâm trạng gì? Vứt bỏ vạn duyên. Chúng ta thường nói buông xuống vạn duyên. Cái gì cũng buông xuống. Đóng cửa 3 năm. Đóng cửa trong thời gian 3 năm. Dùng cách thức này, buông bỏ tất cả quấy nhiễu. Một mình. Bởi vì phía sau có câu nói, lắng tâm, tồn chí. Đây là nói một mình, không có đồng bạn. Tịnh đàn kết giới. Đây là sự chân thành của ông. Khi làm công việc hội tập này 3 năm, việc soạn bản thảo hoàn thành. Hoàn thành rồi. Sửa bản thảo 10 lần, lại tu đến 10 lần. Mới hoàn thành bản kinh, khi đó bộ kinh mới thành tựu.
Không phải 3 năm mà thành tựu, 3 năm chỉ hoàn thành bản thảo thứ nhất, 10 năm mới thành công. Bản hội tập này, bạn thấy ông làm việc cẩn thận biết mấy. Đây là cho chúng ta một biểu pháp. Cái biểu pháp này ý nghĩa thế nào? 10 phần thành kính. Thì ông sẽ có được 10 phần lợi ích. Bộ kinh này công đức viên mãn, không thể xem thường một chút nào. Dùng cái tâm xem thường mà làm, nhất định bạn không thể thành công, nhất định sẽ có sai sót. Hạ lão hội tập chân thành như thế, chúng ta ngày nay thọ trì cũng phải dùng cái tâm chân thành như hạ lão để thọ trì thì mới được lợi ích. Nếu như không có cái tâm chân thành như thế, cho dù kinh sách có bày trước mắt, ngày ngày đọc tụng thì cũng không được lợi ích. Điều này chúng ta nhất định phải biết. Tại sao chúng ta học Phật nhiều năm như thế? Lòng vẫn thiếu kiên nhẫn, trong tâm vẫn còn đầy những tham sân si mạn nghi. Đây là năm độc. Học Phật nhiều năm như vậy có giảm được chút nào không? Không có. Vậy chẳng khác nào không học Phật. Đáng sợ nhất là gì? Cùng với tuổi tác chồng chất, phiền toái lại càng nhiều. Những tạp khí phiền não càng ngày càng nặng. Nếu như ở trong tình trạng này, vậy tự mình phải hiểu rõ, không thể tránh được luân hồi. Luân hồi đi đâu? Tôi kiếp sau có còn được thân người không? Vậy phải hỏi bạn. Thập thiện nghiệp đạo, bạn tu được đến đâu? Phật trong kinh giảng cho chúng ta biết, thập thiện hạng trung thì được thân người, kiếp sau còn được thân người. Bạn tự nghĩ thử xem, thập thiện nghiệp đạo của bạn, cứ thật tâm mà cho điểm, có thể cho 7, 8 phần, 10 điểm không? Có thể đạt được 7, 8 điểm, kiếp sau không mất thân người. Nếu như bạn nói tôi chỉ có 5 điểm, chưa chắc ăn. Cơ hội để bạn rơi xuống rất lớn. Nếu bạn đầy đủ 10 điểm, tới trời dục giới. Đại đa số người đi đâu? Đến Đao Lợi Thiên. Đao Lợi Thiên phải đủ 10 điểm. Thập thiện nghiệp đạo làm sao thực hành? Đệ tử quy. Đệ tử quy chính là thập thiện nghiệp thực hành sơ bộ. 113 điều trong đệ tử quy bạn đã làm được chưa? Từ đây mà nghĩ là thấy lo sợ rồi. Tại sao? Nếu không thể vãng sinh, cứ tiếp tục luân hồi, cơ hội xuống tam ác đạo quá nhiều, cơ hội vào tam thiện đạo quá ít. Làm sao đây? Sợ không? Sợ. Có thể thay đổi không?
vẫn không thể thay đổi, sợ cũng vô dụng. Chúng ta thử so sánh với Oánh Kha Pháp Sư đời Tống, khác xa lắm. Ông ta quả thật xuất gia rồi, phá giới, hủy phạm thanh quy, tự biết bản thân, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ hành vi chắc chắn sa vào địa ngục. Ông lo sợ, ông biết địa ngục khổ. Bèn hỏi đồng tu đạo hữu xem có cách nào cứu ông không. Các bạn đạo hữu cũng rất tốt, tặng ông một bản Vãng Sinh Truyện, bảo ông xem. Ông xem xong rất cảm động, mỗi lần xem một chương thì đau khổ rơi lệ, xin lòng sám hối, hạ quyết tâm. Bế quan niệm Phật 3 ngày 3 đêm, không ăn, không ngủ, không nghỉ, niệm một câu Phật hiệu đến cùng, chân thành. Đây là gì? Sợ địa ngục khổ, cầu cứu mạng. Thật sự làm, niệm 3 ngày 3 đêm, A-di-đà Phật hiện ra. A-di-đà Phật thật từ bi, bạn thật sự chịu làm, Ngài thật chiếu cố đến bạn. Phật A-di-đà đến cho ông biết, thọ mệnh của con còn 10 năm, hãy niệm Phật cho tốt, đợi đến khi thọ mệnh hết, ta sẽ đến tiếp dẫn con. Oánh Kha nghe rồi liền cầu Phật A Di Đà. Ông nói, con không cần 10 năm thọ mệnh đó, nếu còn sống tiếp 10 năm, con không thể chịu được cám dỗ, con lại không biết tạo ra bao nhiêu tội nghiệp nữa. 10 năm thọ mệnh đó con không cần, giờ con muốn theo Ngài đi. Phật A Di Đà thấu tình đạt lý, nói với ông, được, 3 ngày sau ta đến tiếp dẫn con. Ông rất mừng. Ông mở cửa phòng, nói với mọi người, tôi niệm A Di Đà Phật 3 ngày, niệm đến Phật xuất hiện rồi. 3 ngày sau Phật A Di Đà đến tiếp tôi đi vãng sinh. Các vị đồng tu đạo hữu trong tự viện ai cũng thấy ngạc nhiên. Dù sao, thời gian 3 ngày không dài, để xem 3 ngày sau ông có vãng sinh hay không. Nhưng nghe ông nói dường như không phải gạt người, dường như thật sự có chuyện đó. Đến ngày thứ 3, yêu cầu mọi người niệm Phật tiễn ông vãng sinh. Mọi người đương nhiên hoan hỷ, được, đều niệm Phật hồi hướng cho ông. Niệm Phật chưa đến 1 phút, ông nói với mọi người, Phật A-di-đà đến rồi, tôi thấy Ngài rồi, Ngài tiếp dẫn tôi. Rồi ông đi, thật sự đi. Trong kinh Di-đà nói, hoặc 1 ngày, hoặc 2 ngày, hoặc 3 ngày là thật, không phải giả. Oánh Kha Pháp Sư đã cho chúng ta một ví dụ, đó là thật sự sợ địa ngục khổ, buông bỏ vạn duyên, một lòng niệm Phật, ngay đây liền đi vãng sinh. Thọ mệnh bao lâu không cần nữa,
Ở thế gian này đều là tạo nghiệp. Chỉ cần chúng ta buông xuống được, vứt bỏ vạn duyên, thật sự thực hành. 3 năm trước, tại Thẩm Quyến, có một cư sĩ là thanh niên khoảng 30 mấy tuổi, tên Hoàng Trung Sương. Nghe trong Vãng Sinh Truyện có chuyện này, niệm Phật 3 năm thì có thể vãng sinh. Ông ta thử bế quan 3 năm, xem có thể thành tựu hay không. Trong phòng 2 năm 10 tháng, vẫn còn 2 tháng nữa mới hết hạn. Ông đã biết trước ngày giờ, đã vãng sinh rồi, cũng không bệnh tật gì. Hỏa táng xong còn lưu xá lợi, hiện tại cúng phụng tại một đạo tràng nhỏ ở Thẩm Quyến. Điều này chứng minh cho chúng ta là thật, không phải giả. Ông ta ở trong phòng 3 năm, mỗi ngày niệm một lần kinh Vô Lượng Thọ, còn lại niệm Phật không dứt. Phương pháp mà tôi dạy ông ta là Đế Nhàn Pháp Sư dạy đồ đệ của ông, một người thợ vá nồi. Niệm mệt thì nghỉ, không kể ngày đêm. Tỉnh rồi thì tiếp tục niệm. Thật sự làm đến tâm không có hai niệm, tức là một câu A-di-đà Phật. Ông không giống người thợ vá nồi ở chỗ mỗi ngày niệm một lần kinh Vô Lượng Thọ, thêm một bộ kinh Vô Lượng Thọ. Phật hiệu không gián đoạn, thành công rồi. Vãng sinh có khó không? Không khó. Vấn đề là bạn có chịu buông xuống không? Mấu chốt là ở đó. Một câu từ bỏ vạn duyên chính là mấu chốt. Chỉ cần làm được điều này thì được rồi. Cho nên ở đây 6 câu, mỗi câu 4 chữ, cho biết tâm thái và trải nghiệm của lão cư sĩ Hà Liên Cư khi hội tập. Sau khi soạn bản thảo của kinh này, bản thảo thứ 10, đầu tiên được vị lão pháp sư thấu triệt cả tông lẫn giáo là Huệ Minh, tay cầm hội bản chụp hình trước Phật điện để chứng minh. Đây là vị đại đức đương thời của Phật môn. Huệ Minh lão hòa thượng. Trong bản này không có. Trong bản tôi cho in lần thứ nhất, phía trước có một tấm ảnh là Huệ Minh lão pháp sư cầm quyển kinh này chụp một tấm ảnh trước Phật để làm chứng minh. Bức ảnh này rất dễ tìm thấy, chúng tôi in rất nhiều bản. Vị đại đức trong Luật Tông là lão pháp sư Từ Chu tiếp tục giảng bộ kinh này tại Tế Nam, rồi tự mình làm khoa phán. Khoa phán là đem bộ kinh này
phân chia ra cấu trúc chương đoạn, nêu lên những điểm chính yếu. Hôm nay chúng ta giảng từng đoạn theo thứ tự phân chia ra rất rõ ràng. Giải thích bộ kinh này. Khoa phán này của lão pháp sư Từ Chu, cư sĩ Hoàng Niệm Tổ tặng cho tôi. Không phải tặng bản gốc mà là bản copy. Tặng cho tôi cất giữ ở Úc. Từ khoa phán này mà xem, Từ Chu pháp sư năm đó ở Tế Nam giảng không phải là bản hiện nay. Bản hiện nay là bản cuối cùng hiệu đính, lần thứ 10. Bản của ông chắc là bản trước bản này. Vì sao? Hôm nay chúng ta xem bản này. Cách phân chương tiết, nhà Phật gọi là phẩm, có 48 phẩm. Bản của Từ Chu pháp sư năm đó có 37 phẩm. Toàn bộ bộ kinh phân thành 37 phẩm. Từ đó có thể thấy đó không phải là bản sau cùng. Vì thế tôi căn cứ theo khoa phán của ông làm gốc. Tôi cũng soạn ra một khoa phán làm rất chi tiết, chính là quyển bây giờ, quyển có 48 phẩm. Chúng ta có khoa hội, lưu hành rất rộng. Sau khi tôi hoàn thành, tôi tặng một quyển cho Triệu Pháp Sơ, lão cư sĩ. Triệu lão xem xong rất vui vẻ, ông nói, Vô Lượng Thọ Kinh, vậy cũng kể là trọn vẹn rồi. Bạn xem, có hội tập, có chú giải của Hoàng Niệm Tổ. Tôi có giảng ký, bởi vì trước đó tôi giảng 10 lần rồi. Có giảng ký, lại có quyển khoa phán chi tiết như vậy. Ông nói bộ kinh điển này cái gì cũng đã chu toàn rồi. Vui mừng vô hạn. Tiếp theo xem Tiên Cửu Phụ Mai Lão Cư Sĩ. Lão cư sĩ Mai Quang Hy. Mai Lão Cư Sĩ là thầy của thầy Lý Bỉnh Nam. Chúng tôi phải gọi là sư công. Phật pháp của thầy Lý là theo Mai Lão cư sĩ học. Đây là có quan hệ thầy trò. Giảng kinh này trên đài phát thanh trung ương khen là hội bản tốt nhất. Nếu so với hai loại bản hội tập trước đây thì đây là bản hoàn thiện. Nói cách khác, trong bản này không có sai sót. Sau đấy, trong phần lời tựa của kinh còn viết lời khen ngợi rằng Mai Lão có một bài mở đầu rất dài giới thiệu đến mọi người bộ kinh này. Bài mở đầu này rất hay. Bên trong có những câu như tinh đương minh xác, tạc nhiên hữu cứ. Tinh là tinh yếu, đương là thỏa đáng.
Minh là minh bạch, xác là chính xác, chân thật. Sau khi bảo bạn xem từng câu từng chữ đều cho bạn sự khẳng định, bạn sẽ không hoài nghi. Tạc nhiên hữu cứ, cái chứng cứ ở đây là năm bản phiên dịch gốc, không có sửa đổi chút nào, ngay cả đề kinh cũng không đổi. Đề kinh cũng là hội tập, sau này chúng ta có thể đọc đến. Không một nghĩa nào chẳng lấy từ bản dịch gốc, không một câu nào vượt ngoài bản gốc. Đây chính là đã sửa lại những lỗi của hai loại bản hội tập trước đó. Quả thật, đúng theo dịch pháp, không theo ý của bản thân mà sửa đổi một chữ nào. Gian sát trầm hối, đây là nói về nội dung trong bản dịch gốc. Gian là gian nan, rất khó đọc. Sát là khó hiểu. Trầm chúng ta nói là quá thâm sâu. Hối cũng là không dễ hiểu. Đây là nói về bản dịch gốc. Vì thế, bộ kinh này không được lưu hành rộng rãi. Đây là do lúc phiên dịch dùng một số văn tự. Quả thật, cách hình dung cũng khá đúng, trúc trắc khó hiểu. Chúng ta đọc bản dịch gốc thì thấy được rất khó hiểu. Hạ lão thì sao? Khiến cho trong sáng. Ông lướt qua hết những thứ đó. Đây là thủ xã, thủ xã lúc hội tập. Phàm là những từ trúc trắc khó hiểu như vậy, ông đều không cần. Cái ông lọc giữ lại thì rất sáng tỏ, làm cho bạn đọc rất thoải mái. Giống như bây giờ chúng ta đang đọc quyển sách này, bạn đọc thấy dễ đọc biết mấy, không cảm thấy nó cao thâm, cũng không cảm thấy khó. Ý tứ rất rõ ràng, không có ẩn dụ, đây là cái khó có được. Phức tạp rườm rà, đây tức là chúng ta hay nói rắc rối. Phức tạp, trùng lắp, bởi vì người Ấn Độ thích lặp lại. Không giống người Trung Quốc, người Trung Quốc thích đơn giản, dễ hiểu. Người ngoại quốc thích lặp lại cũng có cái hay của lặp lại. Tại sao? Để bạn nhớ được kỹ hơn, đó là cái hay của lặp lại. Người Trung Quốc chúng ta xưa nay nhấn mạnh, giản yếu tường minh. Tiếng nói, chữ viết đều nhấn mạnh nguyên tắc này. Phải đơn giản, phải nắm bắt cái chính, còn phải sáng tỏ, còn phải dễ hiểu, giản yếu tường minh, còn phải tường tận, còn phải sáng tỏ. Yêu cầu bốn tiêu chuẩn này. Cho nên, lúc đã đọc nhiều sách của Trung Quốc rồi, đọc kinh Phật rất khó. Cả Bộ Đại Tạng Kinh cũng giống như trong đây nói, hầu như đều là trúc trắc khó hiểu, phức tạp rườm rà, thật là rất nhiều. Quyển hội tập này của ông quay về đơn giản, chỗ lộn xộn biến thành nghiêm chỉnh. Ông đem nó chỉnh lý lại, sắp gọn lại, chỗ thiếu sót làm cho viên mãn,
chỗ nào có khiếm khuyết bù đắp ý tứ trong kinh đó, đọc được viên mãn. Công việc này không dễ làm, lão nhân gia ngài làm hơn 10 năm. Không phải qua loa đại khái mà góp thành. 10 năm ngày nào cũng nghiên cứu, ngày nào cũng tu đính. Chỗ tốt đẹp đều được đầy đủ, không sự thật nào chẳng gồm thâu. Tuy muốn chê là bạn chẳng hay cũng không thể được. Đây là lời bình luận của Mai Quang Hy đại sĩ đối với bản hội tập này. Hội tập quá hay, quả thật là tập hợp đại thành của năm loại bản dịch gốc. Bạn xem bản này hay đến thế. Hiện tại vẫn còn người hoài nghi về bản này. Đây là cái gì? Là nghiệp chướng. Họ có chướng ngại, họ có phiền não, họ có tập khí. Không hiểu bi trí hoàn nguyện của Hạ Liên Cư lão sư. Ngài đến thế gian này để làm gì? Vì bộ kinh này tốn hết 10 năm. Chính là vì việc này mà đến. Đến để thị hiện. Biết được cái pháp môn này, bộ kinh điển này, sau này thời gian 9.000 năm dài như thế, vô số chúng sinh nhờ vào pháp môn này mà được độ. Đây là bản kinh tiêu chuẩn. Ông đến vì chúng ta làm việc này. Thật là khó được, thật là hiếm có. Chúng ta biết nên tri ân, có tri ân thì mới biết báo ân. Chúng ta làm cái gì để báo ân? Y giáo phụng hành thì trong một đời này quyết định được sinh tịnh độ, đến thế giới cực lạc gặp được Hạ Liên Cư, vậy là đã báo ơn ông. Ông sẽ tiếp dẫn chúng ta đi. Vì vậy từ khi hội bạn của tiên sư ra đời đến nay, bất thỉnh nhi tẩu. Thỉnh là cẳng chân, không có chân mà đi được. Ý của câu này là việc truyền bá rất nhanh. Thực tế thì sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Hoàng lão cư sĩ cho tôi biết, ông nói lão sư, tức là Hạ Liên Cư lão sư, có nói với ông, bản hội tập này của ngài tương lai sẽ từ hải ngoại truyền về trong nước. Người lúc đó nghe đều cảm thấy kỳ lạ. Điều này thật không thể nào. Cho đến sau này gặp tôi, đúng là từ hải ngoại truyền vào trong nước. Chúng tôi là Hoàng Dương ở hải ngoại trước, chỉ có 2-3 bản truyền đến Đài Loan. Lão sư Lý Bỉnh Nam của chúng tôi cũng có được. Xem lời mở đầu dài như thế ở trước là của Mai Quang Hy viết, thầy của ông viết. Cho nên hết sức chăm chú học tập. Cho nên bắt đầu khai giảng ở Đại Trung
giảng quyển kinh này. Ông có mi chú. Khi lão nhân gia ở Đại Trung khởi giảng bộ kinh này, tôi vẫn còn chưa học Phật. Sau khi tôi học Phật rồi, đến Đại Trung quen biết ông. Ông cho tôi quyển kinh này. Tôi xem thấy vô cùng hoan hỷ. Thật vậy, bởi vì ông chú thích rất rõ ràng, đoạn phân cũng rất rõ ràng. Tôi liền muốn giảng. Ông bèn cho tôi biết thời tiết nhân duyên chưa chín mùi. Nhưng hôm nay thời gian đã đến, câu chuyện này ngày mai tôi tiếp tục nói cùng chư vị. Trở ngại trùng trùng hiện nay không còn nữa. Hiện tại người ta không còn hoài nghi bản này nữa rồi. Nhà nước chứng nhận, Cục Tôn giáo Quốc gia Trung Quốc chứng nhận. Hiện giờ không còn ai nói thế nữa. Thật sự trở thành phiên bản đã hiệu đính của Tịnh Tông. Tốt, hôm nay học đến đây. Cảm ơn mọi người. Chúng Phật tử đạo tràng Tịnh Độ cung kính chuyển ra Việt ngữ. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.